Xin chào người nhé. Xin chào người, hôm nay bên mình trong quán Tinh Quang, số điện thoại liên hệ là 0971588456. Gửi cho anh Trần Đức Thành một cái máy máy tời cộng 24 kg cáp. Anh ở 03 Trần Huy Liệu, tổ 5 Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông. Cái này thì anh lấy về để kéo kéo cà phê. Đây là 24 cân cáp, em nó cân chuẩn rồi anh nhé. Hơn 24 cân một tí đấy. Và em sẽ cuốn vào và giờ sẽ test nổ máy này. Máy này thì cái công tắc tắt của nó ở bên cạnh đấy nhá anh nhá, công tắc đây. Cái này là cái le này, khi nào khó nổ thì anh kéo cái le lên đạp nổ lên thì nhả ra như này đó. Còn khi làm thì đây là cái phanh này, khi gặp chướng ngại vật hoặc là có gì đó vướng mắc gì thì anh cứ phanh lại như này. Còn cái bên này là cái ngắt, ngắt thì đóng vào, đẩy ra đẩy vào được. Nhưng mà cái ngắt này nó mới thì khi mình nổ máy quay ấy, thì mình gạt nó dễ, nó nhẹ. Và lâu lâu anh tra mỡ hoặc là nhỏ dầu vào những cái xích này. Đó, những cái chân xích này cho em, những cái bánh răng này nhé, cho nó bền nhé. Đó, giờ em sẽ test nổ máy và cuốn cáp luôn cho bác. Và có cả cái lắp đầu móc, các thứ ngon lành luôn. Về bác chỉ việc sử dụng thôi nhé. Cái xăng thì bên em sẽ bỏ ra, dầu nhớt thì em cho đầy đủ rồi. Cái xăng thì em khi vận chuyển thì sẽ đổ ra nhé. Bên vận chuyển người ta sẽ không cho để xăng đâu. Vào đó thì nhân viên giao hàng người ta sẽ liên hệ với anh để anh nhận hàng. Ý nguyên này, em sẽ đóng gói bọc lại gửi đi cho anh. Rồi ok. Em lấy cái đầu móc đã nhé. Đây là cái đầu móc và cái níu này. Đấy, tí em sẽ móc vào cái đầu của nó. Giờ em sẽ nổ máy khởi động luôn này.
chặt lắm nên là nó hơi bông. Giờ em sẽ lắp cái đầu này vào nhá. Rồi, sẽ bọc gửi đi nhé. Giờ xả hết xăng rồi đã.